Cảm ơn quý vị đã trở lại với Good Morning Washington DC để tiếp tục. Võ Thành Nhân xin kính mời quý vị theo dõi phỏng vấn đặc biệt với nhạc sĩ Trần Chí Phúc nhân dịp nhạc sĩ đến thăm Hoa Thịnh Đốn. Kính chào quý vị, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình phỏng vấn đặc biệt ngày hôm nay thì chúng tôi được hân hạnh tiếp xúc với lại một người tác giả mà khi mà chúng tôi mới đến tị nạn tại Hoa Kỳ thì tôi rất thích những cái bài hát của anh, nó cứ liên quan tới người tị nạn của chúng ta, nhạc sĩ Trần Chí Phúc. Và hôm nay là cuộc tiếp xúc là tại vì sau khi mà chúng tôi có cơ hội để đưa anh Phúc đi thăm một vòng ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, đi ngắm những cái cánh hoa đào, hoặc là để cho anh Phúc có một cái cảm nhận đặc biệt nào đó với những cái cánh hoa đào đó, để mà có biết đâu sẽ có một cái sáng tác nào đó độc đáo cho những người mà thích yêu hoa đào được nghe nhạc của Trần Chí Phúc. Và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi. Trước hết em xin được kính chào anh Phúc. Xin chào Võ Thiện Nhân, xin chào quý vị đang xem chương trình này. Khi mà chúng ta nói chúng ta đi ngắm hoa đào thì anh Phúc có cái cảm nhận gì đặc biệt khi mà anh Phúc đến thủ đô, nó khác hơn những lần trước không anh Phúc? 5 năm trước, cuối tháng 3, 2013, tôi có ghé thủ đô Hoa Thịnh Đốn nhân cái buổi tiệc của Cỏ Thơm và có trình diễn nhạc Trần Chí Phúc. Sau đó thì anh Phan Anh Dũng, anh có đưa tôi đi ngắm hoa đào, nhưng mà rất tiếc là lúc đó hoa đào chưa nở. Anh như là phải tuần đầu của tháng 4 2013 thì mới nở, cho nên tôi lỡ hẹn với hoa đào, lòng mình cứ ấm ức hoài à. Thì năm nay thì từ Ohio thì tôi cũng muốn đến ngắm hoa đào. Thì theo thời tiết dự báo là khoảng 20 tháng 3 thì hoa nở, nhưng mà sau đó thay đổi thì phải cái tuần đầu tháng 4 thì tôi lại phải đổi vé máy bay để mà ngắm được hoa đào. Rất may là ngày thứ 6 thì anh Võ Thiện Nhân đã đưa đi ngắm hoa đào và mình được thấy hoa đào Hoa Thịnh Đốn. Tôi như là lòng rất là vui. Nhưng mà cái hoa đào Hoa Thịnh Đốn nó có đúng giống như cái mong muốn của anh hay không? Hay là cái màu sắc nó có cái gì mà nó cho anh những cái cảm hứng nào đặc biệt không? Trước khi ngắm hoa đào Hoa Thịnh Đốn thì tôi ta coi những hình ảnh trên truyền hình đó, thì thấy nó cái màu nó hơi trắng, nó có cái chất hồng rất là ít, thì tôi vẫn ngờ ngợ. Và hôm nay tôi khi ngắm rồi tôi mới thấy rằng cái hoa đào của Hoa Thịnh Đốn đó, nó là trắng và hồng nó pha với nhau, nhưng mà cái màu trắng nó nhiều hơn là cái màu hồng. Nó khác hẳn với cái hoa đào ở San Francisco, cái vườn Golden Gate Park, họ có mấy chục cái hoa đào. Thì tôi cũng đã thường hay lên đó tôi ngắm, tôi thấy cái màu nó hồng hơn. Hay là coi những cái hình ảnh ở Đông Kinh của nước Nhật Bản, tôi thấy nó hồng hơn. Thì tôi cũng không hiểu là tại sao khi mà nước Nhật Bản tặng mấy ngàn cây hoa đào cho thủ đô Hoa Thịnh Đốn thì họ lại chọn cái màu này, hay là những cái viên chức chính quyền cái thời đó đó họ nhận, họ có cái lý do của họ. Nhưng mà riêng tôi thấy thì nó màu trắng hơi nhiều. Thì nếu mà nó hồng chút xíu nữa đó thì nó, đối với tôi nó có cái lãng mạn hơn. Đó là cảm nhận của tôi. Thì hôm đó Võ Thành Nhân cũng rất là dễ thương, đã bỏ công việc bề bộn của mình để mà đưa Trần Chí Phúc đến ngắm hoa đào, thì cũng vội vàng chụp bao nhiêu hình thì cũng được. Nhưng mà đúng ra nếu mà tôi có thời giờ, tôi phải dành một ngày mình đi một mình lang thang để mình cảm nhận cái hoa đào, để tìm ra những cái cảm hứng để viết nên bài hoa đào, nhưng mà cũng đủ rồi. Nhưng mà mình cũng đã thấy hoa đào. Xin cảm ơn Võ Thành Nhân, cảm ơn thủ đô Hoa Thịnh Đốn nước Mỹ đã có hàng ngàn cây đào trồng dọc bờ hồ để tạo một cái niềm vui, một cái sự lãng mạn cho thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Và trong đó có Trần Chí Phúc. Và tôi cũng đang ngồi ngẫm nghĩ, thấm coi là những hình hoa đào đã chụp, đã thấm, để viết cái bài hát về hoa đào. Thì cũng làm được mấy câu, hát cho quý vị nghe thử không? Lên làm thử thôi. Hôm nay hoa đào đã nở, những cánh hoa đào rực rỡ trong nắng xuân tràn thủ đô. Lang thang giữa ngàn hoa đào, bâng khuâng thấy lòng rạc rào, ngắm sắc hoa nhớ em. Hoa đào thủ đô nước Mỹ đẹp như câu thơ đường thi, lưu luyến bao khách tình si. La 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 la
khái về cũng hay chưa quá xong. Anh Phúc dạ. Ở trong này thì nó có một cái là hoa đào thủ đô nước Mỹ đẹp như câu thơ đường thi lưu luyến bao khách tình si. Thì tôi cũng đang dùng cái chữ thủ đô nước Mỹ để biết rằng đây là hoa đào của thủ đô Hoa Kỳ, nhưng mà mình đang phân vân là không biết đưa cái chữ hoa thịnh đốn vô hay là chữ Washington. Thì cái chữ hoa thịnh đốn thì tôi nghĩ nó mang đến chất là có vẻ như là chính trị mình quen xài rồi, hoặc nhưng mà cái chữ hoa thịnh đốn đưa vào âm nhạc rất là khó. Nhưng mà nếu mà Washington thì đọc cho đúng cái phát âm của tiếng Mỹ thì những người Việt Nam họ cảm thấy hơi khó khăn. Cho nên là cũng trong một vòng là suy nghĩ và hẹn với quý vị là chắc một thời gian ngắn tôi sẽ hoàn tất bài này để tặng cho những người yêu hoa đào của vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Xin được cảm ơn anh Phúc. Và kính thưa quý vị, sau đây là một số những cái phim mà chúng tôi quay được trong lúc mà anh Phúc anh đi dạo cái bờ hồ Tidal Basin ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn khi mà ngắm hoa đào đó. Và chúng tôi cũng xin kính mời quý vị thưởng thức bên cạnh những cái thước phim đó, chúng tôi còn thấy có cái đàn đó là của nhà văn Nguyễn Thị Thanh Bình cho chúng tôi mượn vào buổi tối thứ sáu và sáng thứ bảy, thì chúng tôi thật là sớm để mà đi quay được những cái thước phim của anh Trần Chí Phúc. Chúng tôi xin tạm ngưng chương trình ở đây để kính mời quý vị theo dõi những cái hình ảnh đó, và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong một kỳ tới. Chúng tôi sẽ tiếp xúc với anh Trần Chí Phúc để tìm hiểu một số những cái thắc mắc về văn học nghệ thuật mà có liên quan tới âm nhạc. Chúng tôi xin được kính chào. Hôm nay hoa đào đã nở, những cánh hoa đào rực rỡ trong nắng xuân tràn thủ đô. Lang thang giữa ngàn hoa đào, bâng khuâng thấy lòng rạc rào, ngắm sắc hoa nhớ em. Hoa đào thủ đô nước Mỹ đẹp như câu thơ đường thi, lưu luyến bao khách tình si. La 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 la. Ban tổ chức trại họp bàn hướng đạo Việt Nam thẳng tiến 11 chân thành cảm tạ Teletron USA đã bảo trợ tài chính cho các chương trình sinh hoạt trại. Teletron USA hiện có chi nhánh tại Eden Center, Virginia, cách đất trại thẳng tiến 11 khoảng 35 phút lái xe. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự dạ tiệc Ngày Nhân quyền cho Việt Nam lúc 6 giờ chiều Chủ nhật ngày 14 tháng 4 năm 2018 tại nhà hàng Thần Tài 6249 Arlington Boulevard, Fort Church, Virginia, với sự hiện diện đặc biệt của hai nhạc sĩ Trúc Hồ và Việt Khang đến từ California. Chương trình gây quỹ tài trợ cho việc tổ chức lễ kỷ niệm năm thứ 24 Ngày Nhân quyền cho Việt Nam sẽ được tổ chức từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 12 tháng 5 năm 2018, bao gồm các công tác vận động cho Ngày Nhân quyền tại Bộ Ngoại giao và Quốc hội Hoa Kỳ, Ngày Nhân quyền cho Việt Nam năm 2018 tại Hart Senate Building, biểu tình phản đối Cộng sản Việt Nam đàn áp nhân quyền và bán đất dân biển cho Trung Cộng tại Tòa Đại sứ Cộng sản Washington DC, và đem hát cho nhân quyền và Việt Nam tôi đâu tại Trung tâm Eden thứ Bảy ngày 12 tháng 5, từ 6 giờ 30 chiều đến 11 giờ tối, với sự đóng góp của nhạc sĩ Trúc Hồ, nhạc sĩ Việt Khang và các ca sĩ SBTN đến từ California cùng các ca sĩ vùng Hoa Thịnh Đốn. Ban tổ chức Ngày Nhân quyền cho Việt Nam trân trọng kính mời cộng đồng Việt Nam tại DC, Maryland và Virginia tập hợp vì nền dân chủ SBTN. Mọi liên lạc xin gọi bà Trịnh Linh 703-786-8406, 703-786-8406. Trân trọng kính mời quý đồng hương khắp nơi đến tham dự buổi khánh thành bia tưởng niệm tiến sĩ Rupert Neudack, vị ân nhân đã cứu sống 11.300 thuyền nhân tị nạn Việt Nam, vào lúc 2 giờ trưa ngày thứ Bảy 12 tháng 5 2018 tại lâu đài Wilson, Pergor 153840, Troisdorf, Đức Quốc, với sự hiện diện của nhiều chính khách quan trọng trong chính quyền liên bang cũng như tiểu bang. Mọi chi tiết xin liên lạc ông Nguyễn Hữu Huấn 1063-6733-9348 hay Nguyễn Văn Ri 0176-5788-0762. Kính thưa quý vị, chương trình Good Morning Washington DC đến đây xin tạm ngưng.
Kính mời quý vị đón xem chương trình Good Morning Washington DC vào sáng ngày mai 9:30 sáng giờ Hoa Thành Đốn trên hệ thống đài truyền hình SBTN. Võ Thành Nhân xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát hình kỳ tới.